Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Trong phần bản tin sẽ có các tin chính: Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân đột quỵ não cấp nhờ dùng thuốc tiêu sợi huyết. Bệnh viện lao và bệnh phổi, nắng nóng các bệnh liên quan đến phổi tăng 20%. Trong mục Thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh cường giáp. Mục Cẩm nang y học kỳ này là các bài thuốc từ quả mướp đắng. Cuối chương trình là câu chuyện tự chủ và vấn đề nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các trung tâm y tế. Trước tiên là các thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên đã điều trị thành công cho bệnh nhân 69 tuổi bị đột quỵ não cấp bằng phương pháp tiêu sợi huyết. Bệnh nhân là ông Trần Toàn Liên ở phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Ông Liên nhập viện trong tình trạng liệt hoàn toàn nửa người trái, méo miệng. Ngay lập tức các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn, tiến hành cấp cứu bệnh nhân. Kíp tiêu sợi huyết của bệnh viện đã tiến hành dùng thuốc tái thông hoàn toàn động mạch não của bệnh nhân. Chỉ sau 1 giờ đồng hồ, bệnh nhân đã có cảm giác tốt và vận động được nửa người bên bị liệt. Sau 6 ngày điều trị, bệnh nhân đã hồi phục tới 80% sức khỏe, đã tự đi lại và nói được. Theo các bác sĩ, để có thể tiến hành được phương pháp tiêu sợi huyết thì bệnh nhân phải được đưa vào viện trong vòng 3 giờ kể từ khi có triệu chứng đầu tiên của đột quỵ. Tuyệt đối không sử dụng các phương pháp không chính thống để điều trị, dễ gây nguy hiểm tới tính mạng. Do thời tiết nắng nóng kéo dài, dẫn đến tỷ lệ bệnh nhân nhập viện vì các bệnh liên quan đến phổi tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh đã tăng khoảng 20% so với thời gian trước đó. Hiện bệnh viện có trên 160 bệnh nhân đang điều trị về các bệnh như viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen, lao phổi. Trong đó chủ yếu là bệnh nhân bị viêm phổi và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Các bác sĩ khuyến cáo vào những ngày thời tiết nắng nóng, người dân cần uống nước thường xuyên, bổ sung thêm hoa quả đầy đủ lượng vitamin, khoáng chất. Đặc biệt cần tránh ra nắng trong khoảng từ 10 giờ đến 16 giờ bởi đây là thời điểm nắng gắt, tia tử ngoại cao, dễ dẫn đến những nguy cơ về sức khỏe. Theo thống kê từ Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh, đã có 1/4 số trẻ được sinh ra bằng phương pháp mổ trong quý 1 năm 2018. Toàn tỉnh có gần 5.700 trẻ được sinh ra, trong đó số trẻ sinh thường là 3.035, còn lại 1.265 trẻ sinh ra bằng phương pháp mổ. Về mặt y học, việc mổ đẻ cần thiết cho những trường hợp thai không thuận cho việc sinh thường. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tự ý xin mổ đẻ vì lý do chọn giờ đẹp để bé sinh ra sau này có công danh sự nghiệp thuận lợi. Đây là suy nghĩ sai lầm ảnh hưởng sự phát triển của trẻ. Theo các chuyên gia, khi ra đời bằng phương pháp sinh thường, trẻ buộc phải ép ngực và lúc đó nước trong phổi sẽ ra hết. Khi bé khóc, phổi sẽ nở ra. Ở trẻ sinh mổ, phổi của trẻ không được lực co thắt mạnh nên nhiều bé còn tồn dịch phổi, dễ bị khò khè hoặc mắc các bệnh về hô hấp sau này. Ở trẻ sinh thường, trẻ được tiếp xúc với vi khuẩn có lợi trong môi trường âm đạo của mẹ, nên cơ thể của bé có thể sản xuất hệ miễn dịch. Đối với trẻ sinh mổ, bé không tiếp nhận được điều này, dẫn đến vi khuẩn có lợi chậm khu trú trong đường ruột nên sự phát triển của hệ miễn dịch bị chậm trễ. Mùa hè khi cho trẻ đi bơi, các bậc phụ huynh cần lưu ý tránh những ảnh hưởng có hại cho sức khỏe của trẻ. Thứ nhất là nguy cơ về đuối nước, thứ hai là đuối cạn, đuối khô. Hiện tượng này xảy ra khi trẻ hít phải nước khiến dây thanh quản sưng lên và đóng kín đường thở. Sau đó nước đi vào phổi gây tích tụ dịch, phù phổi, nặng có thể gây tử vong nếu không được phát hiện sớm. Các bậc phụ huynh cũng lưu ý không cho trẻ bơi lội lâu dưới trời nắng gắt, dễ gây ra hiện tượng cảm nắng. Bên cạnh đó, tại các vùng nước ngọt ô nhiễm có khả năng xuất hiện loại amip ăn não. Để hạn chế điều này, các bậc phụ huynh cần tránh không cho con bơi lội ở những vùng nước ô nhiễm. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Bệnh viện Sản nhi Hưng Yên đã tổ chức hoạt động khám và tư vấn dinh dưỡng miễn phí cho trẻ. Hoạt động được triển khai trong 3 ngày, từ 28 tháng 5 đến mùng 1 tháng 6. Tại đây, tất cả thắc mắc của phụ huynh về các bệnh thường gặp, chế độ dinh dưỡng được các bác sĩ giải đáp. Chế độ cho bé tập ăn dặm ra sao, cho bé ăn thế nào để bé tăng cân và ăn như thế nào là đủ dinh dưỡng là những câu hỏi được nhiều phụ huynh đặt ra khi tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng cho con nhỏ. Các y bác sĩ cũng đã tiến hành đo chiều cao, cân nặng, giới thiệu lịch tiêm phòng, bổ sung vi chất, phát hiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ thông qua các xét nghiệm như định lượng các tế bào máu, sinh hóa máu, định lượng một số vi chất. Tại nhiều chợ trên địa bàn tỉnh, hiện đang bày bán hàng loạt các loại nguyên liệu để chế biến các món ăn giải nhiệt ngày hè như chè, trà sữa. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho sức khỏe của người sử dụng. Ghi nhận tại chợ Phú Hiến, việc tìm mua các loại nguyên liệu này khá dễ dàng.
Đây đều là thành phần quen thuộc trong chế biến các loại chè, trà sữa, nước giải khát. Giá rẻ, đa dạng chủng loại, màu sắc, tiện lợi, dễ chế biến. Tuy nhiên, những nguyên liệu này lại không có nhãn mác hoặc rất sơ sài, không rõ địa chỉ nơi sản xuất, thời hạn sử dụng. Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, chúng thường là các sản phẩm trôi nổi trên thị trường, chất lượng chưa qua kiểm định, có thể chứa các thành phần hóa chất để tạo màu, tạo mùi và bảo quản, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Người tiêu dùng nên thận trọng khi sử dụng các loại thực phẩm này để tự bảo vệ sức khỏe của gia đình mình. Cường giáp là hội chứng gây ra do tình trạng tăng quá mức hormone tuyến giáp. Bacido là nguyên nhân thường gặp nhất của bệnh cường giáp, đặc biệt là ở các bệnh nhân trẻ tuổi. Để hiểu rõ hơn về hội chứng này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với bác sĩ chuyên khoa 2, phụ trách khoa nội thần kinh nội tiết Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Trước hết thì cảm ơn bác sĩ đã tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Xin bác sĩ cho biết bệnh cường giáp là bệnh gì và bệnh này thường gặp ở những đối tượng như thế nào? Bệnh cường giáp là bệnh rối loạn chức năng tuyến giáp, nghĩa là tuyến giáp tăng tiết một cách bất thường và làm cho rối loạn rất nhiều các cái vấn đề chuyển hóa trong cơ thể và gây nên rất nhiều các cái biểu hiện trên toàn thân của bệnh nhân. Bệnh thì gặp ở phụ nữ nhiều hơn là nam giới và tuổi hay gặp là ở cái tuổi mà dậy thì và cái tuổi tiền mãn kinh, tức là cái tuổi mới lớn và cái tuổi trung niên là cái lứa tuổi hay gặp và cái tỷ lệ ở phụ nữ cao hơn nam giới. Bệnh này thì nó khởi phát cũng bất thường, thường xảy ra ở những cái nó có yếu tố, cũng có phần yếu tố gia đình, nhưng tuy nhiên là cái cơ chế nào thì nó còn chưa rõ ràng. Nó là do thông thường người ta vẫn đưa cho đấy là một cái nhóm bệnh có tính chất tự miễn dịch. Vậy thưa bác sĩ, biểu hiện của căn bệnh này như thế nào ạ? Bệnh nhân thường có những cái biểu hiện mệt mỏi, rồi gầy sút mặc dù là bệnh nhân vẫn ăn được. Thế rồi đến các cái cơ quan bộ phận thì tim mạch thì bệnh nhân có thể là có những cái rối loạn hồi hộp, chống ngực, đau ngực, thậm chí lâu ngày có thể dẫn đến suy tim. Thế rồi cơ quan tiêu hóa thì bệnh nhân có thể tăng các cái biểu hiện của đường tiêu hóa, rối loạn tiêu hóa, bệnh nhân có thể đi ngoài nhiều lần, rồi hay đầy bụng khó chịu, rồi rối loạn về thần kinh cơ, bệnh nhân có thể có cái biểu hiện về mỏi cơ, rồi là vận động nó khó khăn, đặc biệt là lâu ngày có những bệnh nhân có những cái dấu hiệu kinh điển đấy là dấu hiệu ghế đầu, bệnh nhân ngồi xuống thế nhưng mà đứng lên không tự đứng lên được mà phải bám vào một cái gì đấy để đứng lên, nghĩa là cái cơ của bệnh nhân rất là yếu, cái trương lực cơ nó kém. Rồi có những cái biểu hiện hay bốc hỏa, hay vã mồ hôi, nóng hơn những người bình thường, tăng cái chuyển hóa cơ sở lên. Bệnh nhân hay da thì hay ấm ẩm, mặt thì hồng hào, đấy là những cái nó cường chức năng tuyến giáp. Rồi rối loạn về nội tiết tố, dụ như ở phụ nữ thì có thể là khó khăn về vấn đề con cái sinh con, rồi là chậm, rối loạn về kinh nguyệt, rồi có những cái biểu hiện yếu về chức năng sinh lý. Căn bệnh này hiện giờ đang có những phương pháp điều trị như thế nào thưa bác sĩ? Có 3 cái phương pháp điều trị chính. Thứ nhất là điều trị bằng thuốc, có những cái thuốc kháng giáp trạng tổng hợp mình điều trị, thì những bệnh nhân đáp ứng tốt với thuốc thì thường là điều trị chữa khỏi sau quá trình điều trị khoảng 18 đến 24 tháng. Thế còn có những biện pháp nữa, có thể phẫu thuật, điều trị phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp, rồi là xạ trị. Căn bệnh này có thể khỏi hẳn? Cũng khá nhiều bệnh nhân chữa khỏi hẳn, có nhiều bệnh nhân chữa bằng nội khoa cũng khỏi hẳn, đáp ứng tốt với thuốc khỏi hẳn. Vậy bệnh này có hay bị nhầm lẫn với các bệnh khác không, và tác hại của căn bệnh này như thế nào lên bệnh nhân ạ? Thực ra thì nếu như các bác sĩ có kinh nghiệm khi có những cái biểu hiện bất thường về các cái triệu chứng về cường giao cảm như tôi vừa trình bày thì có thể đưa ngay đến làm những cái xét nghiệm rất là cơ bản, xét nghiệm định lượng cái hormone tuyến giáp thì có thể là phát hiện ra ngay, nó cũng không có gì là khó khăn. Nếu không phát hiện sớm bệnh này thì để lâu sẽ có rất nhiều biến chứng. Biến chứng nguy hiểm nhất đấy là biến chứng tim mạch. Bệnh nhân có từ những cái hồi hộp, chống ngực, khó thở rồi dẫn đến cái nhịp tim nhanh thường xuyên kéo dài, dẫn đến suy tim. Vậy căn bệnh này có thể phòng tránh được không thưa bác sĩ? Thực ra nó là yếu tố cơ địa thì cũng không có thể phòng tránh. Chỉ có điều là có những cái biểu hiện bất thường thì mình đi khám kịp thời để có thể điều trị sớm, tránh các cái biến chứng
để lâu nó sẽ có nhiều biến chứng nguy hiểm. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, mướp đắng là một loại quả có rất nhiều vào mùa hè, có vị đắng, nhai kỹ thì có cảm giác ngậy ngậy, bùi bùi. Từ mướp đắng người ta có thể chế ra được rất nhiều món ăn, đồ uống ngon bổ dưỡng. Ngoài ra, mướp đắng còn được ví như một loại thuốc dân gian rất tốt, lành tính, chữa được nhiều bệnh và dễ sử dụng. Trong một cẩm nang y học hôm nay, lương y Lê Đức Vọng, hội viên Hội Đông y huyện Kim Động sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một số món ăn, bài thuốc từ quả mướp đắng. Mướp đắng thì có chứa rất nhiều tác dụng. Tác dụng chính của mướp đắng là tính hàn, thế và nó tác dụng kháng mắt, rồi là thanh nhiệt cơ thể, rồi là hạ đường huyết. Thế sau đây tôi muốn sử dụng những bài thuốc để điều trị cái bệnh kháng mắt, hạ đường huyết. Thì cách làm như sau: đầu tiên thì là mình sơ chế thì bỏ lấy 1/2 quả mướp đắng này. Thế do đó thì bỏ hạt thái nhỏ, xong rồi bóp một chút muối, bóp đều, sau đó bạn cho vào cái thau nước. Bài thuốc này thì có mướp đắng 1/2 quả, tỏi 3 nhánh và tôm khô khoảng rửa lại 50g. Tất cả cái đấy xào vừa chín là bỏ ra một tuần 3 lần. Đây là bài thuốc, tác dụng của nó là thanh nhiệt, kháng mắt và hạ đường huyết. Bài thuốc thứ hai thì là cũng quả mướp đắng 1/2 quả, bỏ hạt, rửa sạch thái mỏng như trên, thì cho vào hãm nước 10 phút sau uống, hãm nước uống hàng ngày thay huyết lọc. Thì cũng có tác dụng chính của nó là cũng mát gan, chữa nóng gan và giải nhiệt. Cái sử dụng vào mùa hè rất là tốt cho cơ thể, cũng một tuần làm từ 2 đến 3 lần. Tiếp theo tôi xin giới thiệu bài thuốc thứ ba. Nguyên liệu trong nó có hai quả thận, khoảng tầm 300g, cộng với một quả mướp đắng, bỏ hạt thái mỏng như trên. Cái thận thì quả cắt lợn thì nó có thì thái cũng thái mỏng, rửa sạch, sau đó tẩm ướp gia vị vừa đủ thì cho vào xào. Lưu ý là xào quả thận lợn thì nên xào trước, thì vì mướp đắng có chín lợn chướng rất là nhanh, cho nên nên xào trước. Khi chín tới thì cái tác dụng của quả mướp nó có tác dụng tốt hơn. Cái tác dụng chính của cái bài thuốc trên vừa rồi tôi giới thiệu thì là dùng cho những người cao tuổi như là mất ngủ, kém ăn, cơ thể mệt mỏi, cái tuần dùng cũng từ 2 đến 3 lần. Ngoài cái đấy mà các bạn dùng thận mà nó cái nhu cầu của thận nó chán không muốn ăn nữa thì bạn có thể dùng quả mướp đắng kết hợp với cả hai quả trứng, dùng thay đổi đi, nó tác dụng lên nữa cơ thể như khi mà ăn kém, ngủ kém, mất ngủ, mệt mỏi. Thì xin lưu ý với các bạn là không nên dùng quá nhiều tất cả các bài thuốc trên. Nếu dùng quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, vì là bản thân mướp đắng thì ví dụ nó sẽ có các tác dụng phụ sau: một là phụ nữ có thai thì sẽ dễ bị xảy thai, cái thứ hai là hạ đường huyết mạnh, cái thứ ba là nó sẽ gây lên gan, nó sẽ bị kém đi. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, các trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện tự chủ một phần tài chính. Đây là một xu thế tất yếu, phù hợp với cơ chế thị trường, được dư luận kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Vậy các trung tâm y tế đã có những thay đổi gì và ngành y tế sẽ quản lý như thế nào để các trung tâm y tế tự chủ tốt là điều mà dư luận đặc biệt quan tâm. Bệnh nhân là khách hàng của bệnh viện. Đó là tôn chỉ hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Văn Giang. Điều này cho thấy sự thay đổi lớn trong nhận thức, tư duy của đội ngũ lãnh đạo và các y bác sĩ tại đây. Người bệnh đến khám bệnh trong môi trường xanh, thân thiện,
từ những nhu cầu cá nhân nhỏ nhất cũng được trung tâm y tế đầu tư để phục vụ khách hàng. Tự nhiên cũng hơn nhà đấy. Ông bố chồng ở huyện Yên Mỹ là bố chồng không đi đâu, nhưng phải đi lên đây điều trị. Thực hiện tự chủ 50% về tài chính. Năm 2017, Trung tâm Y tế huyện Văn Giang đã tự chi trả trên 4,1 tỷ đồng tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp cho đội ngũ nhân viên y tế. Để có nguồn thu, trung tâm đã chủ động nhiều biện pháp thu hút người bệnh đến khám chữa bệnh. Trung tâm ký kết hợp đồng hỗ trợ về chuyên môn với các bệnh viện tuyến trung ương. Đội ngũ y bác sĩ được đào tạo, nâng cao tay nghề, tập trung mũi nhọn về ngoại khoa. Hàng năm, tổ chức thi tay nghề điều dưỡng viên. Năm 2017, từ nguồn ngân sách 4 tỷ và nguồn thu của trung tâm là 1 tỷ đồng, trung tâm đã đầu tư mua sắm hệ thống phẫu thuật nội soi, máy chụp X-quang số hóa, máy siêu âm màu. Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Y tế huyện Văn Giang khám chữa bệnh cho 350 tới 400 bệnh nhân. Bệnh nhân điều trị nội trú gần 200, vượt 200% so với quy mô giường bệnh. Anh Đào Mạnh Cường, sinh năm 1985, ở thôn Công Luận 1, thị trấn Văn Giang. Ngày 24 tháng 5, anh được các bác sĩ của trung tâm chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, có túi thừa mắc ken, là một ca hiếm chỉ chiếm 2% dân số. Gia đình và anh Cường đã sẵn sàng cho việc chuyển tuyến lên bệnh viện 108 để thực hiện phẫu thuật. Nhà thì là có cái nguyện vọng là gọi xe cấp cứu đi ra luôn ngoài kia chứ không mổ đây. Gặp bác sĩ Nguyễn thì tự nhiên lúc ấy mình cảm thấy là tin tưởng. Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ, đơn vị đang tự chủ 50% về tài chính. Mỗi năm, trung tâm tự chi trả lương, phụ cấp cho đội ngũ nhân viên y tế là 3,4 tỷ đồng. Thực hiện tự chủ tài chính, trung tâm chủ động nhiều giải pháp thu hút bệnh nhân. Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ là đơn vị đầu tiên trong số các bệnh viện tuyến huyện trang bị máy chạy thận nhân tạo và máy CT chụp cắt lớp, từ nguồn thu của bệnh viện là gần 6 tỷ đồng và nguồn ngân sách. Cùng với việc thay đổi thái độ phục vụ, Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ chủ động nâng cao tay nghề cho đội ngũ bác sĩ. Hàng loạt các kỹ thuật thủ thuật khó được các giáo sư bác sĩ của các bệnh viện tuyến trung ương cầm tay chỉ việc. Đến nay, các bác sĩ tại trung tâm có thể tự thực hiện được các kỹ thuật như cắt chỉ bằng phương pháp Longo, mổ đẻ lần 2, 3, cắt tử cung, u nang buồng trứng. Những kỹ thuật mà nhiều trung tâm y tế còn chưa thực hiện được. Mỗi ngày, Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ khám chữa bệnh cho từ 200 tới 300 bệnh nhân, số bệnh nhân điều trị nội trú trên 200. Bệnh nhân này là bà Lê Thị Bùng, ở đội 7, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ. Bà mới được mổ khối u ở ngực. Trước đây 2 năm thì là tôi cũng đi vào khám cái dạ dày, rất là mất thời gian, cứ một ngày đấy. Thái độ phục vụ lắm lúc cũng hay bị quát, ra ghế ngồi. Thế nhưng bây giờ thì rất là nhẹ nhàng. Bác ngồi đây ạ, bác ngồi chờ tí ạ, bác đợi tí. Chúng tôi đi sâu vào vấn đề con người, củng cố đào tạo về chuyên môn kỹ thuật, nguyên tắc ứng xử, giao tiếp đối với người bệnh, giao tự chủ cho các khoa, quản lý về con người, hoán việc đến từng cán bộ viên chức. Tự chủ bệnh viện không chỉ tạo sự cạnh tranh công bằng giữa các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân với công lập, mà còn tạo sự cạnh tranh giữa các cơ sở khám chữa bệnh công lập khi các bệnh nhân bảo hiểm được thông tuyến. Mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Đời sống của đội ngũ nhân viên y tế được nâng cao. Song để phát triển, yêu cầu các trung tâm y tế, nhất là người đứng đầu phải thay đổi tư duy phù hợp với cơ chế mới, phát huy mọi nguồn lực để thu hút bệnh nhân lựa chọn khám chữa bệnh tại cơ sở mình. Nghĩa là khi tự chủ thì không nghĩa là ngân sách nhà nước không cấp cho ngành y tế nữa, mà đổi mới phương pháp, đổi mới phương thức cấp ngân sách. Ngân sách đó được cấp cho các đối tượng thụ hưởng thông qua hỗ trợ mua bảo hiểm y tế. Người bệnh là người sẽ chi trả lương cho bệnh viện, người bệnh là người thuê bệnh viện là. Thế nên là đơn vị nào mà lấy người bệnh là trung tâm thì sẽ phát huy được. Các trung tâm y tế tự chủ tốt đang cho thấy hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và nâng cao đời sống của đội ngũ cán bộ y tế. Song cũng yêu cầu các trung tâm y tế phải có nguồn nhân lực có trình độ, đảm bảo yêu cầu công việc, các máy móc, trang thiết bị phù hợp với nhu cầu của từng trung tâm y tế. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại chương trình tạp chí Sức khỏe và Đời sống của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.